Macarena. Vâng, và bây giờ sẽ là ván thi đấu đầu tiên trong cuối đầu giữa SBTC cùng với Forkhood. Và chúng ta thấy rằng Florent AT Soide đang di chuyển sang một cánh và Neo có thể sẽ là người phải một cân ba hay chăng. Neo bị bắt rồi, nó bị dí Homer vào người. Neo kích qua cho mình Clue lên, sẽ biết được vị trí của một vài thành viên bên phía đường của Forkhood đứng ở đâu. Nhưng về cơ bản thì SBTC họ đang tràn người ra một cách khá cơ bản, và họ cũng đang tìm kiếm cho mình những góc bắn khác nhau. Forkhood đang chơi chậm, Forkhood buộc phải chơi chậm ở tình huống này. Họ không thể lao lên và đè kỹ năng so với các thành viên bên phía đường của SBTC được. Và chúng ta thấy rằng vị trí của Hen đang cầm cho mình một khẩu M500. Với một khẩu M500 thì khả năng dí thẳng vào đầu của đối phương là một điều rất cơ bản mà thôi. Và Neo đang tạo ra được rất nhiều những cái sự khó chịu từ bên cánh của mình. Anh chàng này cầm một quả nết, và liệu quả nết này có phát huy được tối đa tác dụng hay không, Neo sẽ cần phải chờ Clue hồi lại, kích hoạt thêm một lần nữa để biết được đối phương vị trí ở đâu và tạo ra được một quả ném ấn tượng nhất. Anh ta đang liên tục ngập ngừng với việc xoa máu, bởi vì mất chỉ 25 máu thôi, là liệu có xứng đáng để sử dụng kinh máu đầu tiên hay không. Sát thương quá nhiều tới từ Hèn, và đó là tình huống kéo máu của đối phương xuống chỉ còn 1/4, và họ đang muốn thực hiện một pha vây bắt. Ôi, vừa nói về Neo xong thì Neo bị ăn một viên đạn headshot. Và Hèn, Hèn làm gì vậy? Hèn tiến ra với lòng tính xanh và anh ta quay lưng lại vào vị trí của đối phương. Anh ta là người bị knock. Artemis là người tiếp theo phải nằm. Thái Sơn lại muốn một mình solo katana chăng? Ôi, cầm katana cho đối phương bắn vào người, đau quá. Thái Sơn gỡ được một điểm bảo gục để đem về nguồn tiền đáng kể, và sau đó anh ta sẽ tiến ra ngoài vòng bo để tự sát, bởi vì anh ta biết chắc rằng không còn cơ hội nào nữa rồi. Thì đó là một tình huống khai thác được thêm tầm khoảng 200 tiền dành cho vòng thứ hai đến từ video Thái Sơn, và lần thứ hai này thì chưa biết. Thực tế là 400 tiền đấy, vì 400. Anh ta bỏ đi 200 của anh ta, đúng không? Anh ta bỏ đi 200 vàng của anh ta đấy. Hay. Đấy là 400 tiền nhưng mà 200 tiền đâu, Echo đấy. Một quyết định phải nói là rất tỉnh táo từ vị trí của Thái Sơn đấy, khi mà anh ta quyết định là có thể thấy rằng ngày hôm nay SE coi như họ nhập cuộc với quyết tâm là sẽ ăn tươi nuốt sống đối thủ, và họ không được cho đối thủ bất cứ cơ hội nào cả. Nhưng Forkhood đã khởi đầu tốt, chỉ đơn giản là không có ai cover cho vị trí của Neo đủ vững ở tình huống đó. Neo đang cầm trên tay quả lựu đạn và Neo bị lộ hình ra. Trong cái bối cảnh đó thì một viên đạn M500 vào đầu khiến cho Neo không làm được gì khác cả. Đúng, một khoảnh khắc mà thôi, đó chính là khoảnh khắc mà chúng ta đã đề cập tới ngay từ trước khi cái trận đấu này được bắt đầu. Thì cho dù bạn có làm người chơi tay to đi chăng nữa mà bạn bị ăn một viên đạn vào đầu thì thôi, thì cũng bò thôi, chờ đồng đội tới cứu. Mà đôi khi khi mà Neo đã mở cánh một mình thì chẳng có đồng đội nào có thể cứu được anh ta cả. Artemis là người đầu tiên mất máu, Hen cũng đang mất Hen chính xác là chưa mất một chút xíu máu nào cả. Với một góc độ nấp tôi nghĩ rằng tương đối an toàn, khu vực trên nóc nhà là Thái Sơn, người làm kinh tế tốt. Ở bán này, Thái Sơn có cho mình một khẩu AN94, một góc đứng với rất nhiều thông tin dành cho cá nhân của Thái Sơn. Anh ta có thể đi qua ván và lướt qua bên kia để tìm một vị trí nấp khác nhằm đem về nhiều thông tin hơn. Trước mặt của anh ta là AT, là Gunner với một góc nấp không phải là quá lợi hại. Vòng bo bắt đầu đóng, Gunner cần phải di chuyển, cần phải có đồng đội cover Gunner, vì lần tiếp theo anh ta di chuyển có lẽ sẽ là cái nguy cơ đối với tính mạng của cá nhân Gunner. Nhưng không, Thái Sơn cũng đã phải rời bỏ vị trí vì anh ta cũng nhận sự uy hiếp đến từ vòng bò, và Artemis là người muốn lộ hình. Nhưng liên tục là những phát đạn được xả, và sát đạn sát thương đến từ quả nét quá tốt từ Neo, nó thành công được AT. Phá bom keo muốn tìm kiếm điểm hạ gục, nét là thứ cũng đang được cầm đến từ vị trí của Artemis. Ném nét ra, wow, nét quá đẹp. Gunner là người bị nốc, lao ra để confirm kill vào AT. Nhưng sau đây thậm chí chưa vội cứu cái đồng đội của mình, anh ta lao ra ngoài để anh ta tấn công vào đối phương trước đã, và có được first blood trong ván thi đấu dành cho Artemis. Một tình huống sấy không quá tốt từ Florent. Thái Sơn đứng trên nóc nhà xả sát thương xuống phía bên dưới, rời bỏ vị trí, nhảy thẳng xuống và hạ gục thành công đối phương, đem tỷ số 1 đều dành cho các thành viên đội tuyển FBC. Còn điều quan trọng là FBC họ không mất đi bất cứ ai cả, họ sẽ lấy được rất nhiều những cái lượng tài nguyên từ những khẩu súng, chẳng hạn như vị trí của Thái Sơn, hai tay hai súng này, mình cho một khẩu này bạn đấy, quay ra mình cho một khẩu này, cứ hỏi phải mua đấy rất nhanh chóng đấy, biết không? Đấy, vị trí của Hen đã có súng để chơi rồi, rất đơn giản và dễ dàng. Đâu khó có Thái Sơn ở đó, và chúng ta được nhìn thấy rằng đó là một tình huống mà Thái Sơn đã di chuyển rất hay ở trên nóc nhà để báo về vị trí. Điều quan trọng là Thái Sơn đã cung cấp thông tin rất tốt để biết rằng các vị trí bên phía bên kia ở đâu, và nên nhớ rằng Neo đang cầm cho mình kỹ năng của Clue để kích hoạt lên biết vị trí, và quả lựu đạn của Neo thực sự đã tạo ra được sự khác biệt, và Artemis cũng nhận thông tin đó luôn. Đúng vậy. Artemis cũng đã có quả nết ném cực kỳ tốt, nốc thành công một thành viên của Forkhood, và lại một lần nữa thì Hen đang là người dâng lên đầu tiên, mở cánh rất xa đối đầu cùng với Florent. Trước mặt của Hen chính là Florent, hai người chơi đã nhìn thấy nhau, rút súng ra nhưng đối phương kịp thời dựng ra bom kèo và vòng bo khép lại nhẹ nhàng. Nhưng đây là một góc công hai người tới từ bên phía của SBC Sport, với Artemis là người cầm MP5 vòng qua ngang hồng và nốc thành công được người đầu tiên. Phía bên kia Neo cũng đã lập công với việc hạ gục thành công AT. First Blood cũng đã có dành cho các thành viên đội tuyển FBC Sport. Và phía bên này thì Gunner đang muốn cứu AT, nhưng quả nết nó vốn là vô tình,
Boom, nó không đâm ai cả nhưng chỉ có một chút xíu máu đến từ phía AT. Xây ngay vào đầu vì Gunner là người cover chứ không phải AT là người lập công. Nhưng AT cũng đã nằm vì Thái Sơn bắn rất tốt từ tầm xa với cầu AN94 cầm trên tay. Nèo đang rút lưỡi hái ra, vòng quanh Sokola với đối phương và tìm một góc đấm an toàn hơn khi di chuyển về trung tâm bò để có được những góc tấn công chung cùng với Thái Sơn. Bây giờ là câu chuyện FBC Sport chỉ còn 2 người đối đầu với 3, thậm chí có thể sẽ là hơn nữa tới từ bên phía các thành viên đội tuyển Forthood. Nhưng cái góc di chuyển tới từ Soide và Gunner đang là góc di chuyển tương đối lộ và nó nằm trước tầm tấn công của thành viên đội tuyển FBC Sport. Soide lao ra tấn công, Gunner cũng lao ra tấn công và Neo trả lại sát thương một cách tương đối đáng kể với nhiều quả bóng kèo đang cầm trên người. Neo lấy được cho mình hòm thính và anh chàng này có thêm 3 quả bóng kèo nữa, một cái lượng bổ sung trang bị quá tốt. Và lúc này lượng máu bên phía các thành viên của SBDC đang là một lượng máu hoàn toàn vượt trội. Họ đang có được sự bình tĩnh và rất đơn giản thôi. Neo không có gì cần phải vội vàng cả, và nếu như đối phương lao vào người của anh ta thì anh ta đang có trên mình một cái lưỡi hái đủ để khiến những pha tay đôi trở nên dễ dàng và chắc ăn hơn rất nhiều. Neo vẫn đang tiếp tục di chuyển ra và có những bên Neo đang muốn hướng tới vòng bo này. Anh ta đang di chuyển một cách rất chậm rãi, móc sang những hướng khác và vòng bo đang chạy đi một cách rất nhanh chóng. Neo đang rất chủ động với cuộc chơi này. Thái Sơn bắn trúng với chiếc của Soide. Soide không làm được gì cả. Soide đứng kẹt sau quả bóng keo kia. Neo với khẩu M60 phá keo tốt nhưng Soide vừa nốc của Thái Sơn xong tiếp tục đẩy ra. Có phải những bên phía của Soide đang muốn chơi khô máu rồi? Neo sẽ làm được gì đây? Soide đang cố đẩy sang để confirm vị trí của Thái Sơn hay chẳng? Đẩy ra. Ôi! Một gạt là biết ai ngay, và đó là Neo với chiếc lưỡi hái của mình. Một tình huống cầm lưỡi hái và chém rất ác tới từ vị của Neo. Và đó là 2-1 dành cho các thành viên đội tuyển FBC Sport với nguồn kinh tế hiện tại đang là 12.000 tiền hơn đối đầu, cùng với vừa rồi là tầm khoảng 9.500 vàng tới từ bên phía các thành viên đội tuyển Forthood. Trang bị được cải thiện thì phải gọi là mắc bình với một khẩu ốp đã có tới Thái Sơn, một khẩu súng yêu thích của anh ta. Phía bên kia chúng ta thấy có 2 Thompson, có thêm một khẩu UMP tới từ vị trí của Florence và khu vực cuối cùng của Gunner tôi chưa kịp nhìn rõ. Nhưng hiện tại là một tình huống di chuyển tập trung tới các thành viên đội tuyển FBC với một mình Neo vẫn đang là người mở cánh, lưỡi hái này cầm trên tay. Và tất nhiên lúc nào Neo cũng có nét. Xuyên suốt các khoản đấu trong chiến đấu thử chiến, Neo luôn luôn là người sở hữu nét đến bên phía của FBC Sport. Ván này anh ta cũng đang có được cho mình một quả. Vị trí của Thái Sơn sẽ đóng vai trò rất quan trọng ở map thi đấu này, bởi anh chàng này đã đứng ở trên cao với một khẩu ốp, tầm nhìn tốt, có khả năng cover đồng đội rất hay và đắt ở vị trí Gunner rồi. Nhưng viên đạn đầu tiên của Thái Sơn là không chính xác cho lắm, cầm theo cả Rafael nữa, có cả cho mình Maro và Moko, một combo kỹ năng đơn thuần để bắn ốp và để hỗ trợ đồng đội một cách tối đa. Nhưng Thái Sơn sẽ phải di chuyển khi vòng bo đang dí tới rất nhanh rồi. Và đây là những bước tiến bình tĩnh từ bên phía vị trí của Thái Sơn, đang cố gắng để bước lên những vị trí cao hơn nữa, vẫn duy trì cho mình vị trí ổn. Và đây là anh chàng Artemis đã rất nhanh ra đây để lút cho mình hòm tính xanh. Có thêm khẩu ốp nữa dành cho ai đây? Thái Sơn có được cầm 2 khẩu hay không? Và Artemis đang có cho mình thêm một khẩu ốp nữa rất khỏe mạnh bên phía đội hình của SBDC. Tiếp tục đẩy lên từ Artemis. Vị trí của Neo vẫn đứng ở trên cao, vẫn đang chỉ là gườm ghè nhau mà thôi. Nhưng đó là Gunner gõ nhẹ vào cái đầu của Thái Sơn. Thái Sơn phải bước xuống, cần phải có người cover cho Thái Sơn. Và Thái Sơn tạm thời vẫn sẽ sống. Neo đang từ một góc khác, Neo đang quáng dựng ra đây để đẩy vào đây với quả nết này. Neo đang cần nết rất lâu, Neo đang quáng để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Có Steffi được kích hoạt lên, Neo đang quáng cầm cho mình cái lưỡi hái rồi. Bắt buộc phải lùi lại mà thôi. Neo đang không có nhiều cơ hội để đối đầu với khẩu AN94 ở tầm gần như vậy. Đúng vậy, anh ta giật ngược trở lại là một quyết định thông minh và quay sang tấn công vào Gunner. Ui, đầu ngay lập tức với tình huống bắn tới từ Gunner và Hen đang là người ở đây để cover, thậm chí có thêm đồng đội nữa, đó là Artemis. Thái Sơn đứng khá xa nhưng Thái Sơn đang bị quay và Thompson là thứ vũ khí lợi hại hơn ở tầm gần so với khẩu ốp. Thái Sơn đã bị ả gục nhưng Hen cũng có tìm được đến cái đầu của Gunner, họ đang tràn ra. Artemis, Hen đồng loạt đâm xuống, có một mình Neo. Neo có đủ xuất sắc hay không? Tôi nghĩ là đây là câu chuyện quá khó và đó là 2-2 dành cho cả hai đội tuyển. Giờ thì chúng ta lấy một khẩu ốp, 2 khẩu ốp, một khẩu ốp thần quyền như kia rồi. Một quả WM thần quyền như vậy là nhặt lại được một khẩu ốp thôi. Hơi đáng tiếc là chỉ có một khẩu ốp dành cho thành viên bên phía của đội hình Forthood. Nhưng Forthood đang bắn rất hay ở trong trận đấu này và họ vẫn đang tạo ra được rất nhiều khó khăn dành cho SBDC. Thực tế thì phải nói rằng việc để cho Thái Sơn cầm ốp nhưng lại không tạo ra được quá nhiều sát thương, mà Thái Sơn là người đầu tiên phải ra đi, khiến cho cái lợi thế về mặt trang bị, về mặt vũ khí của SBDC phần nào đó nó bị hạn chế, và Thái Sơn lại tiếp tục cầm thêm khẩu ốp nữa ở trong ván đấu này. Những người chơi còn lại đó là Thompson. Neo đã không có bất cứ một thứ vũ khí cận chiến nào cho đối ván thi đấu này, thì anh chàng này mới cầm một khẩu súng tổ liên. Đúng vậy. Và đây đang là một tình huống chủ động tấn công tới các thành viên đội tuyển FBC Sport. Họ đang tràn vào một cách tương đối nhanh, và đối với các thành viên đội tuyển Forthood thì họ chủ động nấp phía bên ngoài nhà chứ không phải là lao thẳng và can thiệp. Họ muốn chơi theo phong cách tương đối an toàn, cover nhau và đánh bao quanh các thành viên đội tuyển FBC Sport. Đã tìm được vị của Thái Sơn rồi, Gunner đem về thông tin quan trọng dành cho những người đồng đội của mình để tránh ra khỏi cái nguồn sát thương đến từ khẩu ốp đang cầm trong tay của Thái Sơn. Đó là một điều rất quan trọng khi đối đầu cùng với các thành viên đội tuyển FBC. Ngày hôm trước thì Eagle đã tìm ra một phương án chơi rất an toàn, đó chính là đi khai thác vị trí của Thái Sơn đầu tiên, và ốp đang cầm trên tay ngắm thẳng vị trí của Thái Sơn đến từ ốp thần quyền nằm trong tay của Gunner. Và Thái Sơn cũng đã nhận được thông tin, anh ta giật về một cách tương đối nhanh chóng, quả nết được trả thẳng vào nhưng tầm nó vẫn đủ để có thể gây sát thương và kéo đi một nửa máu của sniper đến từ bên phía của SBC Sport.
máu mất đi tầm khoảng 40 không phải là quá đáng kể dành cho Gunner, và anh ta vẫn có thể giật ngược về một nhịp tương đối an toàn. Artemis là người tay đôi cùng với Florent nấp rất nhanh phía sau lưng Hòm Thính, và những quả đấy được trả ra để lấy đi được cái chrono của đối thủ đến từ vị trí của Artemis. Nhưng phía bên ngoài này Gunner đã bị tìm được đến đầu bởi sát thương của Thompson của Neo, và Neo đang chào phía bên trong. Florent cầm cho mình một khẩu bắp 7 đang tìm góc đến, nhưng bắn quá sát đến từ vị trí của Hen. AT muốn tràn lên, anh ta tấn công tại sân phía bên này là hai thành viên của FBC Sport. Khi Hen cùng tại sân là hai người dâng lên 1-2, một tình huống cần tốt bởi từ vị trí của AT và con phong kêu luôn. Những người móc từ phía sau lưng đang tương đối nguy hiểm, đó là Artemis cùng với Neo. Khó 3-2 dành cho FBC Sport. Dẫu sao thì chúng ta cũng cần phải dành lời khen dành cho cá nhân của AT khi anh ta cũng đã kịp thời khai thác nốt hai điểm ở gục để đem về cho mình 5 kill cũng như là một nguồn tiền đáng kể ở trong ván thi đấu này. Vâng, và đó là 5 kill dành cho thành viên bên phía của SBTC, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ván thi đấu thứ 3 trong tổng số điểm của SBTC đã thuộc về họ. Và chúng ta được nhìn thấy rằng giờ thì đó là một ván đấu bản lề, ván đấu mà có lẽ sẽ tạo ra cái điểm nhấn sự khác biệt về mặt tinh thần. Rõ ràng là khi bạn có cơ hội để giành chiến thắng, còn đối phương đối mặt với nguy cơ bị thua, thì hai bên đang ở một những vị thế hoàn toàn khác nhau. Chúng ta thấy rằng Thái Sơn đang đầu tư tất tay vào những khẩu ốp ở trên tay của mình rồi. Liệu những khẩu ốp của Thái Sơn có phát huy được tác dụng hay không? Thực tế thì kể từ khi Thái Sơn dùng ốp, tôi thấy nó ít tác dụng hơn hẳn so với việc anh chàng này cầm AN94 đấy. Anh ta cứ cầm ốp này, tôi thấy rằng anh ta không được bắn là mấy. Mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu lần này hai khẩu ốp của Thái Sơn có mang tới sự thành công dành cho bên phía các thành viên của FBTC hay không. Nhưng Hòm Tính Xanh đang ở rất gần với vị trí của Artemis rồi, và Artemis nên tranh thủ ra mà lấy đi. Sợ gì mà không ra lấy? Ném cho mình ra một quả bóng băng rất chủ động cho cái tình huống ra lấy này. Và đó là kích hoạt Homer từ phía bên kia, nhưng bổ sung thêm lượng đồ vẫn là nhiều từ vị trí của Artemis, và anh chàng này có thêm một khẩu Goza nữa. UAV được bật lên, biết hết luôn vị trí của đối phương ở đâu rồi. Và đây đang làm thế trận hoàn toàn có lợi ra cho FBTC. Rồi, đang cam cách rất chủ động, và thậm chí là có những khẩu súng tầm xa tốt tới từ bên phía của FBTC để có thể tận dụng lợi thế này khi Groza là thứ được cầm trên tay của Artemis. Với các Hòm Thính vừa rồi, Thái Sơn đã tìm được điểm đến. Lần này thì khẩu ốp của anh ta vừa bị chê bởi anh bi xong thì ngay lập tức phát huy được cái sức mạnh. Neo đang tràn lên và Soare bắt buộc phải dựng ra cái bom keo để có thể phòng ngự, nhưng thậm chí là phòng ngự từ hai cánh. Artemis cũng dâng lên tốt. Soare bỗng dưng nhận ra, tôi cô độc rồi, cần thêm đồng đội, need backup. Nhưng ai backup cho anh ta bây giờ? Và Artemis ta gục tiếp Soare luôn. Một mình AT còn lại là quá mỏng manh. Thompson cầm trên tay, Neo là người tràn vào. Neo mất khá nhiều máu, nhưng người mất nhiều máu hơn chắc chắn sẽ là AT, không mất đi ai cả, không bị nốc ai cả. Và đó là Buya, một cảm giác rất cho mốt dành cho FPC Sport. Và sau cùng thì chúng ta vẫn thấy một chiến thuật quen thuộc, Fernando Alonso của bốn người cùng lao lên rất nhanh chóng để ốp vào đội hình của đối phương. Chúng ta thấy được cái sự mạnh dạn trong cái game đấu vừa rồi tới từ các thành viên của FPC. Vâng, và chúng ta cùng quay trở lại với cuộc đối đầu giữa SBTC cùng với Foxwood. Đây là ván thi đấu khởi đầu của game 2 này, và chúng ta được nhìn thấy rằng hãy cùng chờ đợi xem là SBTC họ có để cho đối phương ăn được game đầu giống như trận trước đó hay không. Homer đã được kích hoạt ra, và chúng ta được nhìn thấy rằng lại là những quả nết trên tay của anh chàng Neo. Thái Sơn đang có cho mình một góc đứng khá ổn, nhưng Thái Sơn chưa làm được tốt nhiệm vụ của mình. Những viên đạn đầu tiên của Thái Sơn chưa được sự chất lượng, có vẻ như anh chàng này đã hy sinh một lần lượt lớn cho điều của mình. Và đó thì cũng mà Soi đây lao lên rất nhanh với một cái katana, một cái lợi thế rất lớn từ vị trí của thành viên kia. Và bây giờ thì vị trí của Hen với khẩu M500 này, qua lên đầu của đối phương rất nhanh chóng, và đó là lợi thế từ khẩu M500 của Hen. Đối phương vẫn lao tới với thanh katana ở kia, Hen bắn không được nữa rồi. Soi đây tỏ ra quá khát máu, trong cái Thái Sơn cầm cho mình lưỡi hái ở trên tay. Đây rồi. Và liệu Thái Sơn tạo ra được sự khác biệt hay không đây? Bao nhiêu người chơi sẽ lao ở đây, và bao nhiêu người sẽ phải nằm xuống dưới cái lưỡi hái này? Thế bây giờ anh ta có lao ra ngoài vòng bo không? Câu hỏi bây giờ là Thái Sơn có lao ra ngoài vòng bo để tự sát hay không? Anh ta đang bị phát hiện vị trí rồi, anh ta vẫn đang lò dò, vẫn đang tìm kiếm những cái góc để có thể ít nhất là khai thác được một điểm bảo cục. Nhưng các thành viên đội tuyển Forward trong ván thi đấu này họ tỏ ra quá bình tĩnh, họ không muốn bị gặt trộm bởi vị trí của Thái Sơn nữa, và họ co cụm lại với nhau để thực hiện những tình huống pressing chung đến từ cả ba thành viên. Cùng lắm sẽ bị đối phương nấp một người, nhưng confirm kill là thứ không thể xảy ra được. Thái Sơn chạy thôi, chờ tí, vòng bo sắp tới rồi, nếu như không có góc để khai thác được ít nhất là một điểm bảo cục thì tôi chọn phương án là đi ra ngoài bo. Và bây giờ là một tình huống quấn máu ngoài bo khó chịu đến từ Thái Sơn, nhưng đối phương thì đang tràn thẳng vào. Và nếu như anh ta quấn máu như thế này, tôi nghĩ rằng không chịu được thêm bao nhiêu lâu nữa cả, anh sẽ là một tình huống tự sát bên ngoài bo tới từ Thái Sơn. Hợp lý, thôi thì vẫn là chiến thuật quen thuộc, cách nào hay thì mình làm thôi, vẫn hay thì mình cứ làm. Và Thái Sơn quyết định là hủy luôn cả cái thanh lưỡi hái vừa rồi nữa, bởi trao cho đối phương một cái lưỡi thứ vũ khí như vậy cũng là một cái điều rất rất nguy hiểm. Với nhất là mình cầm theo một thứ vũ khí nguy hiểm mà bỏ lại ở tình huống đó là một điều đơn giản. Cùng chờ xem có ai nhặt được thanh lưỡi hái vừa rồi hay không. Nhưng mà chiến thắng ở vòng đấu của đội lần nữa lại thuộc về các thành viên bên phía của đội hình Phong Hút.
Và chúng ta đặc biệt điểm nhấn là Soi Đê với Thanh Katana tỏ ra rất khát máu đúng không nào? Như vậy là anh ta gặt được tổng cộng là 3 người với Thanh Katana đấy. Và thậm chí đó là cả 3 thành viên như là Artemis, là Hen và cả là Neo nữa tới từ bên phía các thành viên đội tuyển FBC. Và mặc dù là Hen đã có một pha xử lý với M500 rất tốt để nốc thành công đối phương, thậm chí là confirm kill, nhưng sau đó thì anh ta cũng chỉ găm một viên đạn có lẽ là vào thân của Soi Đê mà thôi. Soi Đê lại đang cầm Katana 5-5 trên tay. Và để xem lần này anh ta có tìm được tới điểm đến là tấn thân của các thành viên đến từ bên phía SE hay không. Và headshot rất ấn tượng từ Gunner và anh ta muốn có confirm kill. Artemis đang mất tương đối nhiều máu và Neo là người tiến tới để có thể cover. Rất may mắn cho Artemis trong tình huống vừa rồi là đồng đội của anh ta cover một cách tương đối nhanh, nhưng anh ta không qua nổi. Cuối cùng thì anh ta cũng đã phải nằm. Đến từ bên phía SBC cũng đã có những pha gỡ gạc lại, nhưng pha công lên quá nhanh tới từ Florent giúp cho anh ta có được điểm hạ gục của Thái Sơn, thậm chí là cả Hen ngay sau đó. Hen đang nhảy ra, Hen muốn tìm được đầu đối phương với khẩu Deagle trên tay. Nhưng câu chuyện này nó tương đối khó để có thể xảy ra, anh ta bắn trượt khá nhiều. Còn Florent thì lại đang bắn tương đối dính, vòng quanh sô-cô-la mãi thì cuối cùng thì cũng phải nằm. 2-0 dành cho Florent. Hơi chồng vánh đấy, nó hơi chồng vánh với SBC rồi đấy, không hiểu rằng sau khi cân bằng được lượng tiền thì họ sẽ làm như thế nào. Màn đấu vừa rồi là màn đấu mà đứng lỗi vị trí của FBTC là rất rõ ràng. Những vị trí họ đứng để lộ ra một cách đơn giản và bị khai thác một cách vô cùng nhanh chóng tới từ các thành viên bên phía đội hình của Fogwood. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực nhà máy điện để chờ xem là FBTC sẽ làm được những gì. Nhưng đây chắc chắn sẽ là một vị trí thích hợp trong khẩu ốp trong tay của Thái Sơn. Và hy vọng rằng khẩu ốp này sẽ mang tới một cái sự khác biệt ở trong những game thi đấu tiếp theo. Bởi đơn giản là đây sẽ là một vị trí mà ốp của Thái Sơn có thể phát huy được bằng cách ke ngay từ cái góc đứng đầu tiên của mình. Đúng vậy. Và ke được hay không thì cũng tất nhiên phụ thuộc vào những cái pha di chuyển nó có đủ khéo hay không tới từ các thành viên đội tuyển Fort Hood nữa. Họ đang đi chung cả 3 cả 4 người. Đây là một góc ngắm rất lợi, nhưng Thái Sơn có thể sẽ bị quay nha. Dường như anh ta đã bị phát hiện vị trí bởi Homer được kích hoạt đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Fort Hood. Và câu chuyện sẽ là khó khăn nếu như không có ai ở xung quanh để cover cả. Soi Đê phía bên này cũng chủ động có một pha di chuyển vị trí ngắm. Thái Sơn bắn khá tốt viên đạn đầu tiên, viên đạn tiếp theo của anh ta thì không đủ sát thương để có thể knock out thành công đối phương. Và Thái Sơn nhận ra rằng đây là thời điểm mà mình cần phải rút lui về. Một tình huống đấu súng tầm xa tới cả hai đội tuyển. Và Artemis với khẩu AN-94 đang tìm tới vị trí của Florent. Quản nết được rút chốt, đã nghe được thông tin. Artemis cần cẩn trọng. Nhưng phía bên kia Florent cũng đang bị bắn bởi Auger nâng tay của Neo. Và các thành viên đội tuyển SE đang bị đẩy lùi về khá xa với lượng máu thấp tới từ vị của Thái Sơn. Thái Sơn bị knock luôn rồi. Thái Sơn bị knock, bây giờ thì Neo đang cần phải cố gắng để cover. Anh ta đang xoay rất nhiều hướng khác nhau để có thể cover cho người đồng đội của mình. Vẫn là kết quả lên ở bên kia, có vị trí của Hen làm rất tốt với tổ chim cõng chiến ở trong tay. Vị trí Thái Sơn đang cố gắng để có thể hồi phục lại được trước đã. Còn Neo đang làm tốt nhiệm vụ trong việc đánh lạc hướng đối phương. Phải nói rằng vị trí của Hen đã làm quá tốt nhiệm vụ với cầu chim cõng chiến để ăn được ngay một đầu của đối phương. Tiếp tục đẩy ra từ vị trí Florent vẫn đang bắn là rất nhiều. Soi Đê đẩy vào Neo thấp máu, Neo dựng ra bom keo, Neo cố gắng để thoát đi. Và các thành viên của Fogwood vẫn đang cố gắng để có thể căn được thành viên của đối phương vào lúc này. Thái Sơn đang bị cô lập lại ở một góc khác. Thái Sơn đang cầm cổ ốp, Thái Sơn đang cầm rất nhiều tiền ở trên tay. Thái Sơn đang cố gắng để bỏ chạy, Thái Sơn không làm được gì cả. Và Soi Đê thành công trong việc tiêu diệt người chơi của đối phương. Sát thương của lại thì những khẩu AN-94 chắc chắn không thể nhiều bằng một khẩu thông sơn trong tay của Soi Đê được. Và bên kia thì có cả AT đẩy ra nữa. Neo đã phải nằm rồi và vị trí của Hen vẫn đang bắn tốt. Hen đã knock được một người chơi của đối phương. Hai đối đầu với hai, đẩy ra từ Florent. Florent làm quá tốt nhiệm vụ của mình mà còn lại một mình Artemis. Một đấu hai quá khó và 3-0 dành cho Fogwood. Ui, có thật không vậy? Các thành viên đội tuyển Fogwood đang thi đấu càng bắn càng bay. 3-0 là kết quả đến cái thời điểm hiện tại trước các thành viên đội tuyển FBC Sport, và họ thậm chí đang đứng trước cơ hội để có được một ván thắng trắng. Một trận đấu mà nguồn tiền là quá nhiều tới từ bên phía các thành viên đội tuyển Fogwood với AUG với rất nhiều Thompson để có thể thi đấu ở tầm gần. AN-94 cũng là thứ họ có, và thậm chí là cả 1887 nữa. Và có vẻ như họ đang muốn chơi theo phương án là sắp lá cà cùng với các thành viên đội tuyển SE. Ở phía bên kia thì Thái Sơn vẫn đang là người có cho mình một khẩu AWK cầm trên tay với một góc độ nấp và góc bắn đang là tương đối rộng. Florent cầm AN-94 lên trên, phát hiện ra vị trí của Neo, anh ta đang cam thẳng vào Neo. Còn phía bên này thì Hen đang có một góc móc ra từ ngang hông các thành viên đội tuyển Fallout, nhưng cái khoảng cách di chuyển của anh ta vẫn đang là khá mạo hiểm và đứng lên thì hoàn toàn có thể bị ăn đạn vào đầu. Artemis cũng muốn tiếp cận, anh ta cầm một khẩu XM-1044 và bên kia thì Gunner đang bị bắn khá đau bởi vị trí của Hen nết trả vào, nhưng đồng thời cũng có Chrono hoặc Hoàng Hồ Mệnh được kích hoạt tới từ Florent. Những quả nết tiếp theo trả vào liên tục nhưng sát thương vẫn là chưa có với Hoàng Hồ Mệnh được tạo ra. Và bây giờ người đã lập công là Hen, anh ta kéo được khá nhiều máu của AT. Gunner cũng đang phải xoa máu ở tuyến sau và Fogwood bắt buộc phải chơi chậm, và trong khoảng gian này họ không chiếm được vùng trung tâm trước nguồn sát thương được gây ra bởi Hen. Hen đang bắn cách đầy khó chịu và Hen vẫn có góc để tiếp cận, nhưng tình huống tay đôi giữa Florent và Artemis thì M1887 đã thắng trước 1014. Và tiếp cận này Hen không làm tốt và vẫn may mắn là có Neo cover, nên đó chỉ là một tình huống đổi điểm nốc mà thôi.
móc từ phía sau lưng nhưng Thái Sơn bắn chân hai viên liên tục. Trời ơi, Soi Đê đã lộ ra tấm lưng nhưng Thái Sơn bắn chân hai viên liên tục. Bây giờ thì anh ta có góc bắn, bắn vào AT, mất thành công rồi AT và anh ta đang bị gây sát thương. Nhưng Neo sắp lá cả và Neo không thắng được. Có vẻ như quá khó trong ván thi đấu này và đó là thắng trắng dành cho Forus trước SBC Sport để giành được cú Buya 4-0. Đó là một cú đấm rất đau vào cái sự tự tin của SBTC ở trong ván thi đấu vừa rồi khi mà họ không làm được gì cả. Vâng, và đây sẽ là ván thi đấu quyết định, cùng chờ đợi xem SBTC hay Forhut. Hai ván trước đó thì Forhut họ đã thắng được cho mình ở game đấu đầu tiên rồi. Mạnh dạn đoán game này thì SE thắng ở game đấu đầu tiên. Mạnh dạn dự đoán thì nó có đúng hay không? Vì ngày hôm nay anh Quốc Anh đang đoán sai hơi nhiều rồi nha. À, để xem là trong ván thi đấu này thì quyền chủ động có vẻ như đang thuộc về các thành viên đội tuyển Forhut khi họ đang quay, họ đang sắp lá cà từ phía bên ngoài căn nhà và họ là người dâng lên trước. Mỗi bên mất đi một người, một tiếng tiêu đến đầu của Florence rất tốt và một nắm chặt trong tay, và Artemis cũng đã bị nốc. Lại là Katana đến từ Soi Đè và để xem nào Katana có thể làm tốt hơn được nữa hay không. Nhưng tạm thời anh ta đang bị nốc phía bên này thì Neo cũng có cho mình Katana. Neo đang tìm góc để có thể tiếp cận. AT là người phía bên kia bờ tường, một tiếng nghe thính đấy. Nhưng nấp kỹ vậy bạn. Và sau khoảng thời gian nấp kỹ quá thì cũng Neo đã bị tìm đến đầu bởi khẩu lục đôi trong tay của AT và Hen là người còn sinh tồn cùng với phía bên kia. Đang là Artemis, một pha công lên tới từ cả hai người chơi. Artemis còn phun máu. AT bên dưới cầm lục đôi, 2v1. Tôi nghĩ rằng không chốt thì cũng chờ thêm Florence là coi như là 2v2. Đó sẽ là một pha có cover tới từ AT. Một tình huống họ cần phải dâng lên để tiến sát hơn với vị trí trung tâm của vòng bo. Và Hen đang là người nấp Katana kia. Nhảy thật nhanh nhưng nhảy sao nổi. Và Florence cũng là người làm tốt với cái Katana trong tay. Thanh Katana của anh ta chém quá bén và tiếp tục lại đang là đi lùa gà, thực sự là lùa gà, và Hen đã bị tìm tới cái đầu. Vâng, và giờ thì Artemis đang phải đứng đây, bên kia có một quả nết thôi hỏng rồi. Artemis đang phải bỏ chạy và đó là quả nết được ném ra rồi, một quả nết khá đau và thôi xong. Dự đoán của tôi lại sai lần nữa rồi. Bây giờ thì Artemis không thể làm được gì cả và đó là FPS Forhut đã có cho mình chiến thắng ở ván đấu đầu tiên. SE vẫn cho thấy rằng họ nhập cuộc luôn gặp vấn đề gì đó. Cả 3 trận thua đúng không? Cả 3 trận đều thua trong round đấu cầm lục. Cả 3 trận mở bát đều hỏng đấy. Và lần này thậm chí còn mất Thái Sơn ở ván thi đầu tiên. Bình thường thì họ không mất Thái Sơn ở trong ván thi đầu tiên, nhưng bây giờ thì họ đã mất Thái Sơn rồi. Và trang bị thì ôi dồi ôi, nâng cấp nhanh quá. Đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Forhut. Còn phía bên này thì tổng nguồn trang bị ui dồi, toàn mini Uzi Famat thôi, nó không đáng kể cho lắm. Dành cho các thành viên đội tuyển SBC Sport chứa nguồn hỏa lực rất dồi dào. Đến từ bên phía của Forhut, họ lại đang tiếp tục tiến dần vào trung tâm với chiến thuật là 1-2-2. Hai người đẩy lên là Soi Đe cùng với AT. Họ đang bám rất sát vị trí đứng của các thành viên đội tuyển SE. Và có vẻ như đó sẽ là một tình huống mà SE chủ động chơi va chạm. Họ cần phải tiếp cận bởi vì Minu mà gây sát thương tầm xa thì nó thực sự là một sát thương quá yếu đuối. Mỗi đối inox đấy, và đấy là vị trí của Florence đang bị tấn công và Florence lộ ra một chút hình ảnh thôi. Bên kia có cho mình khẩu Famat, và với những khẩu Famat thì bạn biết rồi, sát thương là rất khủng khiếp. Và chúng ta được nhìn thấy rằng vị trí của Florence ngay lập tức phải nằm xuống để hồi lại cái lượng máu đã mất. Soi Đe với một khẩu chim bói cá sẽ làm được những gì đây, nhưng Eo đang có cho mình một quả nết trên tay. Neo hơi lưỡng lự với quyết định có tung ra quả nết hay không. Một quyết định mà có lẽ như là đang quyết định là double pick thì phải. Double pick nét từ vị trí của Neo và không có một sát thương nào vào vị trí của AT cả. Một quả nét trong tay của Artemis đã bị bỏ lỡ. Đúng vậy, cần phải cho hồi lại clue đúng không? May ta tìm được vị trí thì anh ta mới có thể tung ra được những quả nét một cách chuẩn chỉ. Với nguồn sát thương ấn tượng và các thành viên đội tuyển Forhut, như vậy là đã mất đi một quả nết, một cái lợi thế rất lớn dành cho các thành viên đội tuyển SE. Và Foren, anh ta nếu như vượt qua được loạt đạn của Artemis, tôi nghĩ rằng lượng máu anh ta mất đi không ít chút xíu nào cả. Quả nết của Neo cũng đã ném và nó không gây mức độ ảnh hưởng nào dành cho Foren cả. Hào quang hộ mệnh hình như đã được kích hoạt rồi thì phải, nhưng không. Và vòng ra từ ngang hông tới từ Famat trong tay của Thái Sơn, và anh ta tìm kiếm được Florence. Đây đang là một tình huống giao tranh lời người hơn dành cho SE. Họ đang tiếp cận với đối thủ, Soi Đe là người vòng qua từ ngang hông với chim góc kiến. Và anh ta có vẻ như đang tìm được đối vị trí của Hen. AT rút ra một khẩu 1v5. Hai cục thành công của Thái Sơn, Hen là người tiếp theo. Và tay rơi ra Artemis cùng với AT thì Artemis là người thắng. Soi Đe là người còn sống sót cùng với Gunner. Nhưng
Có vẻ như đây sẽ là một góc độ tiếp cận đầy khó chịu và quyết định là mở cánh. Một quay một mà thôi, chỉ còn lại một người, đó chính là Gunner. Máu của anh ta còn lại một nửa. Artemis cùng với Neo làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Artemis tìm được rất nhiều đầu trong bán thi đấu này. Một đều dành cho cả hai đội tuyển. Việc lựa chọn những khẩu mini Uzi đã tạo ra sự khác biệt dành cho các thành viên bên phía đội hình của SE ở tình huống vừa rồi, khi mà những khẩu mini Uzi mang tới sát thương tầm gần là nhạy hơn rất nhiều và tạo ra được cái sự khác biệt lớn trong cái cách bắn của các thành viên bên phía của SE. Trong khi đó thì các thành viên của Fogwood, đặc biệt là Soi D, đã có một tình huống mà xác định sai phương hướng. Anh ta đặt cái mũi tâm của mình về cái hòm thính trong bối cảnh mà đối phương nấp ở ngay bậc thềm phía dưới, và khi mà bạn nhảy ra bạn bị chớ luôn, kiểu không biết được đối phương ở đâu. Đó là một trong những cái lợi thế của việc bạn có clue hay không có clue, bạn có homer để kích hoạt trước khi bước vào giao tranh hay không, để phát hiện ra là vị trí của địch ở đâu và làm như thế nào. SE trở lại với lượng vũ khí trang bị dồi dào hơn, nhưng AT thì vẫn đang có bên phía đội hình các thành viên của Fogwood thì họ vẫn đang có được sự tự tin, đặc biệt là sau khi vừa có được chiến thắng ở ván đấu thứ hai. Rồi, và hiện tại đang là cái góc độ di chuyển tới từ vị trí của Hen. Anh ta cũng đã nhặt được vũ khí của đối phương sau ván thi đấu vừa rồi, và đương nhiên là điều đấy sẽ giúp cho anh ta tiết kiệm được khá nhiều về lượng kinh tế để có thể cải thiện thêm trang bị của mình ở ván đấu này cũng như ván thi đấu tiếp theo. Florian cũng có mini Uzi phía bên kia, Famas hai khẩu cầm tới từ AT, và có vẻ như là tới từ cả vị trí của Gunner nữa. Anh ta đang phát hiện ra được vị trí của Thái Sơn và anh ta đang nhìn rất nhiều vị trí của Thái Sơn. Một góc độ pro view chúng ta thấy là Thái Sơn cũng đã nằm trong tầm kiểm soát rồi và không dám hở ra quá nhiều, bởi vì hoàn toàn có thể sẽ gặp những sự nguy hiểm đáng kể. Đấy, vừa nói xong, hở nhẹ ra một cái thôi, bay 3/4 cây máu, bắn rất rát tới từ AT. Và Thái Sơn ngay lập tức phải ngồi xuống để hồi phục, dựng ra bom kèo đứng từ trên điểm cao, lại tiếp tục là Cam và Thái Sơn. Nhưng Thái Sơn lần này chắc cỗ hơn, bắn vào bom kèo, phá bom kèo đối phương trước đá. Thái Sơn đã nốc thành công được Soi Đè, và Artemis tay đôi 1-1 cũng là thắng trước Florent luôn. Lợi thế về nhân sự là quá rõ ràng, họ đang tràn thẳng lên bom kèo được dựng ra. AT sấy vào bom kèo, nhưng đây là Artemis và thêm cả Neo nữa, một tình huống dâng thẳng vào để có thể tiếp cận vào AT. AT bắn tốc nhưng vẫn là thắng dành cho Artemis. Khả năng vẩy tâm của anh ta ở những thời khắc quan trọng là cực kỳ đáng sợ. 2-1 dành cho SE. Rất gọn gàng từ phía các thành viên của SBTC. Và giờ thì ốp đã có trên tay của Thái Sơn, và Thái Sơn sẽ lấy thêm một khẩu ốp còn lại từ tay của Artemis. Đưa đây bạn ơi. Đấy, bạn cầm khẩu Famas đi, đưa ngay hai khẩu ốp. Kịch bản này tôi quen rồi, ngày xưa tôi cũng hay làm thế. Và đó là hai khẩu ốp từ trong tay của Thái Sơn. Nhưng đây lại là một ván thi đấu mà tôi cũng đánh giá cao hai khẩu ốp. Hình như là ván đấu trước đấy có anh chàng nào cũng cầm hai khẩu ốp bát này và tạch nhỉ. Có phải là SE không nhỉ? Không phải là SE, mà đấy là trong trận đấu trước giữa V Gaming. Nhưng không phải là cái map thi đấu này. À, hình như là SE thật. SE có một bàn trình diễn ở trên map này cũng thạch hai của ốp. Vậy thì để xem là lần này thì Thái Sơn làm được rồi. Ôi, Thái Sơn đang bán rất cháy, gọi như là kinh nghiệm đã giúp cho Thái Sơn thi đấu tốt hơn. Ủa, dễ thế nhỉ? Và quá gọn từ SE 3-1. Đang kể việc Thái Sơn làm được rồi thì chúng ta thấy rằng SE họ đã làm rất nhanh, và đó là sức mạnh khi bạn có những người chơi bắn ốp tốt ở trong đội hình. Thái Sơn làm hai mạng rồi thì phần còn lại câu chuyện quá dễ dàng thôi. Cực kỳ dễ dàng, và các thành viên đội tuyển FBC Esports chỉ cần tràn lên và giành được chiến thắng một cách cực kỳ đơn giản để có được tỷ số 3-1. Và bây giờ thì thôi, nhìn trang bị của họ đi, tôi thực sự cảm thấy đau đầu dành cho các thành viên đội tuyển Fogwood khi họ đang sở hữu những khẩu súng tầm gần. Đây là một trận đấu mà chiến thuật sẽ là thứ được đặt lên rất cao bởi các thành viên đội tuyển Fogwood. Họ cần phải có những pha chờ đợi thời gian vòng bo đóng lại để có được những tình huống sắp la cà thay vì việc là giao tranh ở giai đoạn đầu tiên, bởi vì trong tay của họ đang là 4 khẩu 1887. Trời ơi, thế này thì đọ sao lại được sát thương tầm xa cùng với FBC Sport đây. Thái Sơn đứng ở góc tương đối xa với khẩu ốp cầm trong tay, đó là ui, ta không tìm được đến chân của đối phương, tiếp cận rất chủ động. Phía bên này là Vector đôi được cầm tới từ Artemis, đối đầu với 4 khẩu 1887, nên nhớ là như vậy. Sử dụng Vector đôi để phá bom keo, hơi mất thời gian chút xíu và cần phải thay đạn lại, nhưng đối phương đã rút ra một cách tương đối nhanh chóng. Vâng, bây giờ sẽ tìm húng càn quét từ vị trí của anh chàng Artemis. Neo cũng đang lao lên để hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Neo nhận ra đối phương đứng ở ngay cạnh mình sau bờ rào mà thôi. Artemis đang nhồi vào rất nhiều sát thương và tiếp tục có những tình huống cung cấp thông tin tốt. Và lại là Thái Sơn ăn được cái first blood. Neo nảy lên nóc nhà này. Neo đang muốn khai thác từ một góc khác. Họ đang dồn những con mồi của mình về một hướng, và Artemis vẫn đang đẩy ra. Artemis có rất nhiều kèo kích hoạt cho mình bình máu to để hồi phục lại toàn bộ lượng máu đã mất. Và đây sẽ là những cú đẩy cuối cùng từ bên phía các thành viên của SBTC. Thì chắc chắn rồi, Thái Sơn lại nấp được vị trí Gunner confirm luôn. Đẩy ra đây là một khẩu Uzi trong tay của Hen. Hen đang bắn rất tốt. Artemis cover từ phía sau, liên tục dồn lên mà thôi. Fernando Alonso, và lúc này chúng ta làm gì nữa? Thái Sơn, bốn người chúng lao vào, và chúng ta được nhìn thấy rằng đây sẽ là chiến thắng 4-1 dành cho SBTC. Chắc chắn là như vậy, lại là Buya một cảm giác rất cho Moss và chiến thắng 4-1 để đem về tỷ số chung cuộc là 2-1 dành cho các thành viên đội tuyển SBTC Sport.
đón xem giải đấu Yombox TFL Spring 2023 chế độ tử chiến vòng bảng tuần 2 vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 3, ngày mùng 1, mùng 2 tháng 4 năm 2023.